Chào các cháu học sinh từ cấp 2 trở đến cấp 3. Tức những bài nào mà ông có cái số A này, tức là cái những bài mà dành cho cả hai cấp. Còn bài có số 0 ấy là chỉ dành cho cấp 3 thôi. Mới lớp 9. Hôm nay chúng ta sẽ vẫn sang cái dựng hình. Dựng hình. Thế cụ thể là các cháu học đến đây thì mới tự nhiên mới nảy ra một vấn đề. Là cháu thấy là những cái bài toán mà ông giao này ký hiệu đơn giản quá. Đơn giản quá. Chỉ có A, là nếu mà đường trung tuyến đối với đỉnh A thì nó là MA. Trung tuyến và đường cao với đỉnh A này thì gọi là HA. Chứ nếu mà C thì lại là HC, là MB. Đấy. Cạnh A thì là A nhỏ, cạnh B là B nhỏ, cạnh C là C nhỏ. Góc A đây, góc B, góc C đây. À, đường cao HA, HB, HC. MA, MB, MC. Và ở đây là cháu vẽ một cái hình tròn, xong cháu vẽ ba cái tiếp tuyến của nó. À, tiếp tuyến của nó thì cái hình tròn này là nội tiếp trong tam giác, và cái bán kính của nó gọi là R nhỏ. Thế còn trên một cái hình tròn này, cháu lấy ba điểm cháu nối với nhau thì được một tam giác, và tam giác này thì có cái vòng tròn này là ngoại tiếp tam giác, và bán kính của nó ông ký hiệu là R lớn. Cái hình này thì ông đã dạy ở trong cái phần vẽ phân giác của cái bài số 2 hay là bài số 1, ông không nhớ chính xác lắm. Bài số 1 thì còn bài này thì ông mới dạy thì có gì đâu, có vẽ một vòng tròn, vẽ tam giác ở trong, có thế thôi nhỉ. Tức là cháu có được ký hiệu người ta gọi là R lớn thì biết ngay đấy là bán kính vòng tròn ngoại tiếp, mà R nhỏ là bán kính vòng tròn nội tiếp. Đi vào các cháu mà ở thế thì dễ quá đó. Cháu chẳng cần ông, cháu cũng có thể có được bài toán. Cháu có chọn ba cái anh này ở trong cái 14 anh này là cháu được bài toán ngay. Và đúng rồi. Cháu có rất nhiều bài toán ở trong này. Cháu có thử xem. Cháu có chọn ba bài ký hiệu này là cháu được một bài đồ đề toán dựng hình. Và làm thoải mái. Làm thoải mái. Và chỉ cần làm hết những bài toán loại này thì đó là cháu được cái hệ 1. Còn sang hệ 2 thì nó thêm nhiều những điều kiện nữa, như là phân giác hoặc là đường trung trực hoặc cái gì gì đấy thì nó khó hơn rất nhiều. Cho nên trước mắt là ông cháu chỉ xoay quanh có 14 cái chi tiết này thôi là làm cũng chết rồi nhá. Là mệt lắm rồi. Mệt lắm rồi. Thế bây giờ cháu mới có một cái bảng, cháu viết người này đây. Xong rồi cháu chọn ba cái này ra là cháu thành một cái bài toán dựng hình. Như đây à, ông lấy ba cái là A này, rồi MA này, HA này. Ông được một bài toán. Thế bài toán này tí nữa ông sẽ nói sau à. Thì những cái này mà mình nhìn thấy mình chọn đúng, nó không khách quan, nó không khách quan à. Thì các cháu mới lấy cái cỗ bài cũ ấy, đừng lấy bài mới nó phí đi, nó cũ ấy. Mà ông đi đường thỉnh thoảng chúng nó chơi nó vứt trong ngoài đường đầy, thế là ông cứ nhặt về, thế là ông lấy 14 cái bài đó à. Xong ông ấy ghi những cái số này vào.
trong rừng cái bài một. Thế ông ấy gọi là trang trang ấy là đi phải không? Xong rồi rút cho ba cái con bài ra là ông được một con toán. Nhưng mà học trò ấy, nhiều sáng kiến lắm nhé. Nó có nhiều nhiều sáng kiến lắm mà nó còn hay hơn ấy, nhé. Đây sau thì ông cũng bắt chiếc, tức là nó có một cái hộp thế này à, hộp này cái hộp này nó mới mua những hành vi vi thiếu gì các cháu chơi vi này à. Không ở đâu cửa trường nó bán hết hành vi thế này. Xong rồi cho giấy nó mới cắt đi giấy tròn tròn này, này đây đây nó cắt cái giấy này à, giấy đây đấy. Xong nó lấy cái ni lông trong ấy nó mới dán vào đây để dính cái giấy vào à. Thì mỗi cái giấy đó nó đề một ký hiệu này và nó sẽ được một cái hộp bi có 14 viên và nó chỉ cần nhặt ra 3 viên này này à, 3 viên này là nó được một bài toán rồi à. Được một bài toán rồi, làm thoải mái. Thật là dễ dàng nhé, không cần khó gì. Có đứa nó còn cầu kỳ. Ông còn nhớ, ông còn nhớ cái đứa học trò con gái nó tên là Nhi, gì Ngô Thị Nhi gì, ông không nhớ chính xác nữa. Nó lại cầu kỳ nó lên dận chợ Đồng Xuân cơ. Nó mua cái bi mà nó gần bằng bằng quả bóng bàn ấy, 14 viên. Nhưng thường thường chúng nó hay mua 20 viên cho nó gọn, để chỉ về nhà nhỡ mà có rơi vãi đâu thì mình lại xế vào nó đỡ phải đi mua. Chứ vì một viên bi thì nó không thành hộp bi này nữa rồi. À, nó thiếu. Thiếu một viên thì phiền thì lại phải đi mua, nó mất thì giờ ra. Nó cứ mua một lúc là 20 viên để sẵn đấy. Thế nó làm như vậy thì là cái quả bằng bi nó bằng cái quả bóng bàn ấy. Mà bi to thì rõ ràng là cái giấy giấy nó dán nó dễ đẹp hơn. Và nó cũng sắc này. Mà cái hộp sắt kiểu bé này hoặc to cái này, Tết này ở nhà cháu khối kẹo bánh ấy mà. Đây. Thế mà tại sao mày mua cái hộp bi to thế? Nó bảo này, to này, sốc. Nghe nó hồi hộp. Nó hồi hộp. Toán cái đầu đề cho nó hồi hộp. Sốc này nghe hồi hộp như là tiếng ngựa phi nhá. Nghe như tiếng ngựa phi. Chắc này nó xem ca nhạc nhiều, cái bài hát nó gì nhỉ? Gặp nhau giữa đường mơ, hồi hộp lắm. Và quả nhiên thấy là nó học loại hình nhá. Nó học loại hình. Có lẽ là mỗi lần nghe này nó hồi hộp. Nó học loại hình. Mà ông cũng lạ, con gái mà nó lại xinh cơ. Con gái xinh phần nhiều là nó ít thích làm cái gì mạo hiểm. Thế mà con bé này sau này hết phổ thông, nó không đi đại học, nó lại thi vào cái trường lái máy bay. Lái máy bay. Và bây giờ nó đang là cơ phó của hàng không airline, lái máy bay. Mà hình như là những đứa nào học toán giỏi là hay vào cái ngành phi công lắm. Học trò của ông khối đứa cũng ngày là phi công đứa thì phi công chiến đấu, đứa thì phi công vận tải vân vân nhé. Toán giỏi có khi là nó thích mạo hiểm.
Ông chẳng hiểu có toán rồi lắm không, nhưng mà ông sợ máy bay là ông kinh lắm. Đi máy bay ông sợ. Ông chỉ thích nhà, ngồi nhà đọc sách. Đọc sách chứ không, không đi máy bay được. Sợ lắm. Nếu cháu nào mà học toán giỏi mà lại giống dính ông chỉ thích ngồi nhà đọc sách thôi thì có khi đây cũng người ta coi là tính xấu đấy. Nhưng mà ông chắc chắn là cái tính xấu đó thì bố mẹ mà có mắng thì cũng mắng nhẹ nhẹ thôi, vì cái tính đó cũng xấu cũng được. Cháu chú ý vậy, cháu làm hộp bi này thì dễ này. Thế còn anh nào mà cầu kỳ làm hộp bi, chứ còn nếu không cầu kỳ cháu lấy cái bộ túi lơ khơ cũ ấy, cháu lấy ra 14 con xong rồi cháu viết vào, cháu rút ra nhá. Cháu rút ra là được một con toán này. Đây như cụ thể ở đây này, là ông cũng vừa rút lúc nãy xong thì đây, lắc lắc xong rồi ông lấy lên ba viên này thì nó giống ba viên, nó còn số như thế này và ông được một con toán. Thế đầu tiên thì ông mới vẽ ra, một con toán. Còn độ dài bất kỳ thôi, mình thoải mái, ai đã bắt mình như nào. Đây, đường cao HA đây, trung tuyến MA đây và cạnh A đây. Và đến bây giờ chúng ta đã chuyển sang vẽ hình cao cấp này nhé, chứ không phải cao cấp là cao cấp cái trình độ vẽ. Cái bài 1, bài 2 là vì nó sơ giản nhé. Nó sơ giản trình độ của chúng ta, bây giờ chúng ta còn phải vẽ thế nọ gì kia đang dài dòng nữa. Thì cần đọc cái đầu đề này mà các cháu vẽ bằng tay này, không phải vẽ bằng phước như ông vẽ này. Đây, nó cẩn thận thôi. Đây ông vẽ bằng tay làm dựng hình thì phải làm nhanh, làm nhiều làm nhiều, không phải là làm vèo vèo ra hàng nghìn bài đâu. Làm nhiều tức là bỏ cái thời gian để suy nghĩ về nó, vì vẽ không ra mà để ra nghĩ về nó là chính. Có cái gì mà phải biết nhiều, cho nên là cái này để các cháu nghĩ là chính. Đây vẽ sơ giản bằng tay. Đây coi có đường cao HA này, trung tuyến MA này, cạnh A này, rồi vẽ này. Bây giờ mới phân tích thì ông phải vẽ này để phân tích cho cháu dễ nhìn thôi. Trong dựng hình ý, là hay có món vẽ thêm, nhưng sau này cháu thấy là tự nhiên nhé, tự nhiên là đến lúc đó là tự nhiên mình phải vẽ thêm ra, chứ chẳng cần phải ai dạy, chẳng cần phải ai dạy nhé, mà vẫn cứ vẽ thêm được nhiều. Vì sao mà tự nhiên là dạo này cháu lại vẽ thêm dễ lắm? Thì ông bảo là vì cháu học thì đâm ra tự nhiên nó bức bối phải vẽ ra thôi. Chứ còn ai giải thích là vì sao vẽ thêm cái này thì chịu. Nó bức bối thì là tự nhiên là phải vẽ thôi. Vẽ là vẽ ra, cũng như là cháu đi học về thì còn đi đá bóng với các bạn đủ một tiếng nữa đói mềm về nhà thì thấy mẹ bày mâm cơm ra là ăn ào ào nhá. Mẹ thắc mắc mà sao cái thằng này mọi khi là đùng ra đùng đỉnh không chịu ăn, rất mãi với ăn, bây giờ ăn ở mầm. Thế thì hỏi bà sao con lại ăn như thế, thì nhiều khi các cháu không giải thích được. Thì nó cũng như toán hình này, tự nhiên nó bức bối đói phải ăn thôi, bây giờ thấy hình như này tự nhiên nó nảy ra là phải vẽ thêm, có thế thôi chứ không có gì khó cả. Sau này vẽ thêm đối với các cháu không thành vấn đề, tự nhiên là cho cháu vẽ được rồi. Đây ông nói đây là nói để các cháu thấy nó hay như thế. Chứ ông chẳng nói thêm cái kinh nghiệm vẽ thêm làm gì nữa. Bức bối trong người mà, đói phải ăn.
ấy, ông trở về cái này thì chẳng thấy là gì, cái đường cao HA này bây giờ làm cái vẽ một cái đường song song với cái đường đáy này, thì tất cả những cái điểm ở trên này nó đều cách đều thằng A này một đoạn bằng H, HA cả. Thế rồi cháu mới lấy cái tâm này này, bán kính là MA này, cháu mới quay một cái vòng tròn, thì cái đỉnh A này lúc nào cũng nằm trên cái vòng tròn này. Nói tóm lại là các cháu đã phát hiện ra là đỉnh A này là luôn luôn chạy trên hai đường cố định, và sau này người ta gọi là quỹ tích đấy nhá, là quỹ tích đấy, thì nó cắt nhau ở đâu thì chính đấy là cái điểm mà thỏa mãn cả cái điều kiện là đây là đường cao và đây là đường đường trung tuyến, mấy khẩu độ người ta cho sẵn. Đây là quỹ tích. Sau này chúng ta quỹ tích chúng ta còn nói nhiều, ra còn học nhiều nhé, còn học nhiều. Đấy là quỹ tích. Rồi nó ra kinh nghiệm, chính đường cao này thì ta cứ vẽ một cái đường song song với cái cạnh đáy này đó, thì là thế nào cũng tìm ra vì nó quỹ tích của điểm này mà. Cho nên rằng là cái quỹ tích này nó quan trọng ở trong cái đời sống. Ông lấy ví dụ như là có hai đứa A và B cùng học ở trường Chu Văn An. Thế một đứa thì là ở chỗ Kim Mã, một đứa thì ở chợ Đồng Xuân. Thì đi học ấy, thì thể nào chúng nó đi đường nào thì đường thì cũng phải đến cái chỗ đền Trấn Võ thì mới gặp nhau, mới cùng đi về Thụy Khê mà về cái trường đấy. Tóm lại là một đứa là quỹ tích của nó là đường Kim Mã ra Trấn Võ, một đứa thì chồng Xuân đi đường Quan Thắng chỉ ra Trấn Võ. Thì khi cháu định gặp hai đứa thì cháu cứ đứng ở đền Trấn Võ ấy, trước sau là phải gặp. Đấy. Trong dựng hình ta phải tìm những cái điểm cần thiết, mà điểm đó ấy, là bao giờ cũng là giao điểm của hai quỹ tích. Để lấy hôm nay là cháu mới chớm vào quỹ tích, cháu nói sơ sơ thôi. Thế như vậy là bài này là cháu đã hình dung được, hình dung được một bài toán như thế. Cháu dùng cái hộp bi này, cháu xin một bài toán mà không cần phải ông nữa, cháu có thể có một bài toán để mà cháu làm. Thế người ta phân tích hết rồi mà cháu ra vẽ bằng tay không vẽ. Thế sau đó thì là cháu mới vẽ thực sự, thì cháu mới vẽ cái đoạn A này này, vẽ đi, vẽ đoạn A đi bằng này này, rồi cháu lấy cái trung điểm của nó mà chia đôi một đoạn thẳng ra làm hai. Thì đây là ông kết hợp, là ông dạy luôn cách chia đôi đoạn thẳng ra làm hai. Cháu vẽ đoạn thẳng đây, cháu đây thì làm tâm với làm tâm nhé, và cháu đi khẩu độ con pa nó vừa phải thôi, đừng dài quá ngắn quá nó không hay. Cháu quay hai vòng thì nó cắt nhau ở hai điểm, cháu có nối hai điểm này với nhau thì dứt khoát đường này là phải thẳng góc với hai thằng này đó, và chia thằng này làm đôi. Phần này cháu chứng minh được, ông không phải ông nữa. Tại sao nó chia đôi mà tại sao thẳng góc? Và đây cũng là cái cách để vẽ một đường thẳng góc với một đường thẳng khác. Cái này cháu chứng minh được. Thế cháu mới vẽ kiểu này ra được cái tâm của nó, trung điểm của đoạn này. Xong cháu lấy đây làm tâm, cháu mới quay một vòng tròn, bán kính là MA. Thế rồi từ ở đây cháu mới vẽ cho ông một cái đường thẳng, một cái đường thẳng vuông góc với đường này, rồi cháu lấy trên này một đoạn là bằng
HA. Cháu mới kẻ vuông góc lên thì nó phải song song với thằng này, chứ là khi đó cháu được một cái đường mà lúc nào cũng cách đoạn A này một đoạn bằng HA. Ừ. Thì dự nhiên nó sẽ cắt cái đường cái cung tròn này ở đâu, thì đấy chính là đỉnh A mà các cháu cần phải tìm. Cháu nối đỉnh A với hai đồ BC mà các có sẵn rồi thì ra cái ngày cái tam giác mà giống bon cái tam giác của người ta cho. Đấy là toán dựng hình, dựng hình. Thế là hôm nay cháu có bắt đầu nhé, bắt đầu cháu thử, nếu mà chưa có bi ngay thì bi thì khó gì ra ngay ở cửa trường là người ta bán nhé, làm cái hộp bi này nhé. Xong rồi cháu rút ra cháu làm, rút ra thì chưa chắc đã làm được ngay đâu, khó đã nhiều bài khó lắm, cho nên rằng là rút ra bài nào dễ ra làm trước, bài nào khó thì sao làm dần 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 rồi hỏi nhau. Trong cuối cùng mà bí quá mà thì cháu cứ gọi điện thoại cho ông cứ nói ông ạ, à, cháu có cái bài này này, à, B này rồi C này, H A chẳng hạn, chỉ nói ba câu thôi ông ạ, rồi thế là ông sẽ giải ra cho cháu, không khó khăn gì cả. Cái làm cái dựng hình này nó thú lắm và phải nó oai lắm, oai lắm. Nhiều khi có bài toán mà tìm ra rồi nhưng mà nhiều anh khác là gọi là nghĩ phờ cả đường người không ra, nhưng mà mình phải nghĩ ra nó oai lắm. Đời học sinh phải oai chứ gì, đời học sinh phải oai, sao lại không oai, toán nào cũng phải làm ra. Con người ta thì thi đâu đỗ đấy, con mình thì thi đâu trượt đấy, cái khổ rồi cho bố mẹ. Mà muốn thi đỗ được ấy thì cái điểm toán là cái điểm gần như hàng đầu ấy. Gần hàng đầu. Cháu cứ say mê cái đường hình đi thì cháu sẽ thấy rằng là rồi cháu sẽ say mê cái khác nữa cơ. Tự nhiên nó thế mà, tự nhiên cứ vẽ hình giỏi tự nhiên là cháu say mê toán, rồi say mê toán thì cháu giỏi toán thì cháu sẽ say mê cái môn khác, rồi là thi đâu đỗ đấy, điều đấy. Các cháu có lẽ cũng qua mấy đợt thi cấp 1 hay cấp 2 rồi. Đời học sinh là có những cái đợt thi mà phải nói là khi mà xem bảng thi mà thấy tên mình trên bảng nó khác lắm. Còn không mình trên bảng mình cảm thấy nó tủi thân. Mà muốn cho khỏi tủi thân thì cháu có học toán nó phải tốt. Mà trong những yếu tố mà học toán cho nó tốt mà tự nhiên nó kích thích mình mà nó say mê nó với mình thì toán dựng hình cũng là một cái yếu tố mà các cháu nên cố gắng. Chẳng hiểu ông còn sống được bao nhiêu năm nữa, làm sao mà ông truyền được cái lửa, cái ngọn lửa mà học toán dựng hình để cho các cháu, thì là ông cũng thấy là nó rất là vui vẻ trong cái nghề nghiệp. Thôi hôm nay thì ông học đến đây thôi.